Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Mọi người ưng ý sản phẩm nào thì mọi người hãy gọi điện cho em qua số điện thoại 0378 050 027 hoặc kết bạn Zalo 0378 050 027 để em tư vấn được trực tiếp hơn cho mọi người. Hôm nay em lên cho mọi người một bộ quần áo dằn di chất vải kaki, hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhé. Đây là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ, chất vải kaki nhé, màu dằn rất là đẹp, độ mới của nó rất cao, 98-99%, không có một lỗi nầm gì ạ, sạch đẹp, không nủng rách, không lỗi nầm. Em vào chi tiết cho mọi người xem. Đầu tiên là bộ quần áo dằn di, chiếc áo của nó là size M, size men zoom long này, vai áo của nó là tầm 47. Vai áo 47 em đã đo kỹ cho mọi người rồi ạ. Vai áo 47 dài 78. Rất là đẹp. Đã có 5 tem trên áo nhá. Không lỗi lầm gì, mọi người nhìn cái tem áo là biết độ mới của nó. Đây là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ. Size em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rất là đẹp. Tem áo đầy đủ rồi, mọi người về chỉ việc mặc thôi, không phải lên tem nữa. Tem em lên đủ cho mọi người. Tem rất là đẹp, rất là nổi nhá. Quần của nó đấy ạ, quần áo đồng màu, đồng chất, đồng size, đồng độ mới luôn. Rất là đẹp, dây rút quần còn đầy đủ, dây rút ống còn đầy đủ nhá. Tăng đơ đầy đủ, tăng đơ vẫn còn xanh nè luôn, chưa bị bạc. Đấy, chứng tỏ cái quần rất là mới. Cái tem quần cũng rất là đẹp nhá. Đấy, tem quần vẫn mới, rõ ràng chữ nghĩa. Cái này là 582 này đấy. Quần này sản xuất 582. Quần bụng của nó là 8890, dài 106 nhá. Cái bộ này nói chung là về độ mới thì không thể chê được. Độ mới không thể chê được. Lỗi lầm thì không có, rất là đẹp. Nhưng các anh cũng phải cao ấy, cao trên 1m7 và nặng tầm 70 đến 75 kg mặc là ok. 70 75 kg và cao trên 1m7 nhá. Mặc mới đẹp. Chứ còn nếu mà các anh thấp hơn thì về lên gấu một chút, về lên nai một chút, không ảnh hưởng gì cả. Về lên nai và giữ lại gấu cũ vẫn bình thường. Anh nào tin tưởng thì để em xử lý cho. Nếu mà anh nào thấp thấp mà muốn mặc cái bộ này thì để em lên nai và giữ lại gấu cũ, nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, vẫn giữ lại được cái gấu cũ này cho mọi người nhé. Cắt đây và lên gấu ở đây. Cái gấu này sẽ chuyển dịch lên đây, nó sẽ giữ lại được cái gấu cũ này, vẫn giữ lại được cái ống rút này. Rất là đẹp, không ảnh hưởng gì. Còn cái áo này thì mọi người mặc thoải mái một chút vẫn ok mà. Rất là đẹp, bộ này của nó thì không có gì để chê. Rất là đẹp luôn, đằng sau không lỗi lầm gì. Rất là đẹp, đều màu, đồng chất, đồng màu, đồng size. Bộ này anh nào thích em liên hệ với em. Giá em bán là 1 triệu nhá. Có 5 tem theo áo rồi, đầy đủ rồi. Mọi người chỉ việc mặc thôi, không có lỗi lầm gì. Mã sản phẩm này là mã 05 nhá. Anh nào thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027, mã 05, giá 1 triệu. Rồi em xin kính chào và cảm ơn tất cả mọi người. Em chào mọi người.